À, xin chào tất cả các bạn đến với kênh youtube học tiếng trung của nguyễn dương à, hôm nay tôi sẽ giải đáp với các bạn một cái câu hỏi mà tôi nhận được cách đây chắc chỉ khoảng độ 15 phút thôi câu hỏi như sau là anh cho em xin bảng chữ cái tiếng trung nhé em vừa mới học tiếng trung nên chưa biết cách phát âm tiếng trung như thế nào ghép từ ra sao mong anh chỉ giúp em à, xin trả lời với tất cả các bạn như sau đó là cái bảng chữ cái tiếng trung mà các bạn nhắc đến ở đây thì thực ra tôi học tiếng trung cũng khoảng hơn chục năm rồi nhưng mà cái bảng chữ cái tiếng trung trong tiếng trung không có chữ cái nó chỉ có bộ thủ thôi còn cái mà các bạn nhắc đến thì theo bản thân tôi hiểu thì nó được gọi là cái gì ạ nó là cái đây các bạn có thể à, theo dõi trên màn hình đấy đó chính là cái bảng kết hợp âm giữa thanh mẫu và vận mẫu À, tiếng hán phổ thông nó không phải là bảng chữ cái trong tiếng trung các bạn không không có cái bảng chữ cái nào cả mà các bạn chỉ có cái phần này tôi hay gọi nó chính là cái pinin à, chúng ta tắt thanh mẫu xếp theo chiều dọc này Đấy, b này p này m f g t n uh, vân 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 được chưa và các vận mẫu sẽ theo, theo chiều như này ngoài ra thì trong tiếng trung còn có bốn trong tiếng trung có bốn cái thanh điệu đó là thanh một thanh hai thanh ba và thanh bốn cái phần này thì tôi đã giải thích rất là rõ và cũng như có sáu cái phần uh, có sáu bài để hướng dẫn cho các bạn sáu bài cực kỳ chi tiết và bạn nào mà chưa xem sáu bài đấy thì các bạn có thể kích vào cái đường link ở phía bên dưới hoặc là xem ở cuối video cuối video này tôi sẽ để cái bài tổng hợp phát âm ở phía đó còn cái bảng mà kết hợp âm giữa thanh mẫu và vận mẫu tiếng hán phổ thông này các bạn nào mà hay còn gọi là các bảng chữ cái theo cái cách hiểu của các bạn các bạn gọi nó là bảng chữ cái trong tiếng trung thì các bạn nào mà muốn những À, nhận cái này thì các bạn có thể để lại email và cùng dòng chữ em muốn nhận cái bảng à, kết hợp âm thanh mẫu vận mẫu hoặc là em muốn nhận cái bảng chữ cái thì chung thì tôi gửi cho hoặc cái này nếu mà các bạn nào mà 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 có sách ấy thì các bạn giờ sang cái cuối cái bài năm cuối cùng của bài năm trong giáo trình án ngữ thì nó có cái bảng này cái bảng này thực ra là tôi à, cóc copy ra từ cái cuối cái cái, cái uh, bài năm đấy của giáo trình Hán ngữ có cái bảng này mà tôi chỉ có ra thôi ok à. Uh, 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 còn cái cách đọc tiếng Trung như thế nào uh, cách phát âm tiếng Trung như thế nào thì trong 6 cái bài uh, phát âm của tôi đã nói cực kỳ cụ thể các bạn chỉ cần xem 6 cái bài đó cộng với cả các bạn mà theo dõi cái uh, bộ giáo trình Hắn ngữ nghe nói của tôi à, Cô cũng để cái video ở phía dưới nhé bộ giáo trình án nghe nói của tôi thì các bạn chắc chắn rằng cái phần phát âm sẽ không gặp bất kỳ một cái vấn đề gì cả khó khăn cả ok à, như vậy là tôi đã giải thích xong cả các bạn cũng như là cung cấp cho các bạn cái à, bảng à, chữ cái tiếng trung trong ngoặc kép của các bạn nhé ok à, xin chào hẹn gặp lại các bạn ở các video giải đáp lần sau